Xin chào mọi người, mình là Cường IT và đây là bài hướng dẫn về phần mềm ProSoft Producer. Hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách mà sửa lỗi lệch ảnh trong ProSoft. Ở đây mình sẽ có một cái demo về cái lỗi này. Ok, ở cái cách thứ nhất, như các bạn thấy này, cái bức ảnh này nó bị lệch đúng không? Rồi bây giờ mình muốn cái người này, cái hình người này ngay tâm luôn. Mình sẽ mở lên, chúng ta sẽ chọn cái layer là bức ảnh đó đúng không? Chúng ta sẽ vào cái phần đó là adjustment đây, tích vào crop, tích vào xong đó nhấn edit. Ở đây chúng ta sẽ chọn khoanh một, chọn vùng chọn ngay tâm, chọn sao cho nó đều là được, sau đó nhấn ok như thế này đó. Như các bạn thấy thì cái ảnh nó đã ngay tâm rồi này, ok chưa? Ví dụ như mình muốn xích cái người này xuống này cho nó con hơn nữa thì chúng ta sẽ vào phần edit. Đó, mình sẽ đẩy cái này lên, lúc này nó sẽ là đó, cái người này đó, các bạn nhấn xuống ok đó, rất là đơn giản thôi. Rồi đối với trường hợp này á, thì nó dễ rồi, cái này nó chỉ là một bức ảnh thôi, một bức ảnh đơn như thế này thôi thì nó sẽ rất là dễ cho chúng ta việc cắt ảnh. Nhưng đối với những lại cái bức ảnh kép á, ví dụ như đây chỉ có một bức ảnh thôi nha, nhưng mà nó sẽ rất là nhiều layer đó, như các bạn thấy không, cái bức ảnh này này, bên này 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 đó. Thật ra bức ảnh này nó rất 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 là nhiều layer như thế này, các bạn ngồi mà chỉnh như cách thứ nhất như hồi nãy á, thì sẽ rất là tốn công và cái nó không có không 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 có đồng bộ nữa, cái bức ảnh sẽ cắt không có đều nhau nữa. Đó, thì chúng ta sẽ dùng cách tiếp theo đó là chúng ta sử dụng phần mềm Photoshop hoặc là bất cứ phần mềm chỉnh sửa ảnh nào đơn giản nó cũng được. Ở đây mình sẽ mở bằng Photoshop nha. Rồi chúng ta sẽ chọn cái đường dẫn cái bức ảnh đó. Ở đây mình sẽ chọn đây, cái bức ảnh ở đây. Mình mở lên. Sau đó mình sẽ cắt tương tự, cái cách này tương tự như vừa sau vậy, nhưng mà đây là làm trên phần mềm Photoshop để cắt ảnh á. Chứ chúng ta sẽ nhấn phím C, phím cờ á nha, phím cờ đây để dùng công cụ đó là crop như thế này. Chúng ta chỉ nhấn phím cờ là được. Sau đó chúng ta sẽ chọn cái vùng cắt, ok chưa, chọn vùng cắt như thế này. Rồi sau đó mình nhấn đúp vào đó, hoặc là nhấn enter thôi cũng được. Sau đó chúng ta sẽ lưu lại hoặc là nhấn Ctrl S. Đây, Save As, à, Save đó là đây, Ctrl S nè, thấy không? Save lại, sau đó nhấn OK. Lúc này chúng ta sẽ nhìn qua cái phần và rồi sau nó sẽ tự động nó điều chỉnh hết luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Tự động nó điều chỉnh hết luôn này. Đó. Lúc này là người nó ngay tâm mà này. Ở đây mình vẫn chưa thấy nó ngay tâm hẳn đúng không? Mình sẽ cho nó ngay tâm hơn, các bạn lùi lại Ctrl Z nha. Chúng ta sẽ quét cái đường sao cho cái đầu trên tâm đó. Rồi sau đó Ctrl S này. Qua đây xem kết quả. Đó, bây giờ là người ngay tâm rồi này. Thấy chưa? Ok, đó là nội dung của bài hướng dẫn hôm ngày hôm nay. Nếu clip thấy hay thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Bye, see you next time. Hehehehe